13 bộ phim Hàn Quốc về tình yêu được chuyển thể từ webtoon hay nhất. P1. Cùng điểm qua những bộ phim Hàn Quốc về tình yêu được chuyển thể từ webtoon gây bão trong cộng đồng mạng trong thời gian vừa rồi. Dù chỉ là những bộ phim Hàn Quốc được xây dựng dựa trên nội dung của những bộ truyện tranh mạng, nhưng chúng vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả, thậm chí là gạt về thành công ngoài mong đợi. 1. What S trong With Secretary Kim. Bộ phim nói về chuyện tình yêu giữa Phó Chủ tịch Lee và Thư ký Kim Bi-so. Nếu như Lee Jang-jung, Park Seo-jung là một người đẹp trai, tài giỏi nhưng lại rất tự luyến, luôn cho bản thân mình là trung tâm vũ trụ, thì Kim Bi-so, Park Min-jung lại là một cô gái tài sắc vẹn toàn, đảm đương thành thục mọi công việc cho đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bộ phim đã gây bão khắp màn ảnh châu Á năm 2018 cũng như thu về rất nhiều phản hồi tích cực. Chưa kể, sau khi bộ phim đóng máy, chuyện tình mập mờ của hai diễn viên chính càng gieo thêm hy vọng cho người hâm mộ. 2. Gangnam Beauty. Kang Mi-jae, Im Soo-hyun là một cô gái đáng thương khi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường bởi gương mặt xấu xí. Khi biết được chuyện, mẹ đã hỗ trợ cô hóa thành thiên nga thông qua việc phẫu thuật thẩm mỹ. Không đơn thuần vì ngoại hình xinh đẹp mà chính vì tâm hồn lương thiện, trong sáng của Mi-jae đã khiến trái tim của Doo Ki-eun-seo, cha Eun-gu rung động. Từ đó, anh đã dành cho cô nàng sự quan tâm sâu sắc, chân thành nhất. 3. Extraordinary You. Năm 2019, một phim Hàn đã được dịp nháo nhào trước tác phẩm Extraordinary You, Người bạn phi thường, được dựa trên webtoon nổi tiếng. Bộ phim xoay quanh nhân vật Jang-o Kim Hae-yung, một nữ sinh hoạt bát, mắc bệnh tim từ nhỏ. Được biết, thế giới cô đang sống là thế giới truyện tranh, được điều khiển bởi tác giả của cuốn truyện đó. Nhưng rồi, sau khoảng thời gian trải nghiệm với vai nữ chính, Jang-o nhận ra rằng cảm xúc thật của mình không dành cho nam chính. Vì thế, cô quyết tâm tìm mọi cách để thay đổi số phận của chính mình. 4. Itaewon Class. Bộ phim Itaewon Class, tầng lớp Itaewon, kể về cuộc đời đầy sóng gió của Park Seo-roi, Park Seo-jung. Trải qua nhiều biến cố, từ bố mất đến bị ngồi tù, anh đã trở nên mạnh mẽ, quyết lập nghiệp để trả thù những kẻ đã hãm hại hai bố con mình năm xưa. Trên hành trình chinh phục thành công, đồng hành với anh còn có Roi-seo Kim Yami, một cô gái mắc chứng chống đối xã hội, có trí tuệ hơn người. Cô là người say đắm và dành rất nhiều tình cảm cho nam chính. 5. Giờ theo ập Nok Du. Xoay quanh câu chuyện chàng Nak Du, Jang Yong-jung cùng với hành trình đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình, bộ phim đã mang đến rất nhiều tình tiết vô cùng hài hước. Từ việc giả gái để đột nhập trong làng quả phụ cho đến những tình huống dở khóc dở cười khi anh chàng gặp Yong-ju, Kim Soo-hyun đã làm các fan được phen cười ngặt nghẽo. Về sau, khi thân phận của anh chàng bị bại lộ cũng là lúc hai người họ nảy sinh tình cảm và trở thành những cộng sự trên con đường đi tìm sự thật. 6. Convenience Store Sitbiun. Bộ phim Convenience Store Sitbiun, cửa hàng tiện lợi Sitbiun, đánh dấu sự kết hợp giữa nam thần Ji Chang-wook và nữ diễn viên Kim Joo-yeon. Trong phim, anh vào vai ông chủ cửa hàng tiện lợi có tính cách khá ngốc nghếch. Anh bất ngờ gặp được cô nhân viên tiện lợi lém lĩnh, năng động, hoạt bát tên Sitbiun Joo-yeon. Từ đây, loạt câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy đến giúp cho mối quan hệ của họ ngày càng. 7. My Roommate is Kumiho. Shin-gu Jeo Jang Ki-eom là một giáo sư điển trai, nhưng thân phận thực sự của anh là Hồ Ly đã bước sang tuổi 999. Vì bất cẩn nên anh đã đánh rơi Ngọc Hồ Ly vào cơ thể Lee Jam, Lee Hae-ri. Từ đây, cặp đôi buộc phải sống chung để tìm cách giải quyết trước khi Shin-gu Jeo mãi mãi không thể hóa thành người và Lee Jam sẽ phải bỏ mạng sau một năm nữa. 8. True Beauty. Những câu chuyện xoay quanh học đường về tình yêu tuổi học sinh đã giúp True Beauty vẻ đẹp đích thực, nhận được tình yêu của khán giả trong thời gian vừa qua. True Beauty là câu chuyện kể về nữ sinh Yoo Ki-eun, Moon Ga-jang, từ vịt hóa thành thiên nga và học cách trang điểm sau những lần cô bị bắt nạt vì vẻ ngoài xấu xí. Với tính tình thân thiện, dễ mến, cô nhận được sự yêu mến từ hai bạn cùng lớp là Lee Soo-ho, Cha Eun-gu và Han Seo-jun, Hwang In-yeop. 9. Love Alarm. Love Alarm, chuông báo tình yêu là bộ phim xoay quanh ứng dụng điện thoại giúp người sử dụng kiểm tra xem có ai thích mình trong phạm vi 10m. Bộ phim lôi cuốn khán giả không chỉ nhờ màu sắc lãng mạn mà còn những câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Kim Jojo, Kim Soo-hyun với Kwang Sang-woo, Song Kang và Lee Hae-eun, Jung Ga-nam. Sau hai phần, bộ phim đã kết thúc với kết cục đầy tiếc nuối khi nữ chính đã trở thành một nửa của nam phụ. 10. Her Private Life. Sung Dok-mi, Park Min-jung vốn là người phụ trách phòng trưng bày nghệ thuật. Cô luôn được biết đến với hình ảnh là một người phụ nữ chững chạc, trưởng thành, cùng công việc. Nào ngờ, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy, cô vốn là một fan girl thứ thiệt khi đang sở hữu một fan site vô cùng nổi tiếng. Và rồi đến khi cô gặp giám đốc Ryan Kim Jae-gup, hai người họ đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. 11. Chị In The Trap. Bộ phim là câu chuyện tình yêu của Yoo Jung, Park Hae-jin và Hong Seo Kim Go-eun. Hai người họ vốn là sinh viên cùng trường nhưng mỗi người lại có hoàn cảnh trớ trêu riêng. Tiếc rằng cặp đôi lại không gặp may mắn, thường xuyên gặp trắc trở trong tình yêu. Bởi lẽ Yoo Jung quá hoàn hảo từ ngoại hình cho đến thành tích học tập, Hong Seo lại luôn cảm thấy tự ti vì bản thân mình không xứng với một học bá như vậy. 12. Never Jealous.
tháng 6 này sẽ là một tháng bùng nổ với sự xuất hiện của cặp trai tài cái sắc Han So-hee và Song Kang. Nếu Han So-hee vào vai một cô gái gặp trắc trở trong tình yêu thì Song Kang lại quá thành bad boy với kinh nghiệm tình trường dày dặn. Nhưng liệu rằng cô gái ngây thơ và chàng trai như ông hút mật liệu có tạo nên chuyện tình đẹp không? 13. Ước ở đích tình, Seren Irin. Bộ phim Ước ở đích tình, Seren Irin giờ mùa xuân xanh được chuyển thể từ một webtoon nổi tiếng với sự tham gia của Park Ji-hoon, Kang Min-a và Bae In-hook. Tác phẩm xoay quanh những cô cậu sinh viên đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Từ những lo lắng mưu sinh, cơm áo gạo tiền cho đến những trung động ở ngưỡng tuổi gần trưởng thành, bộ phim sẽ mang đến những hình ảnh về tuổi 20 một cách trọn.